Rồi chào các bạn có nghe rõ thầy nói không? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của tuần trước, đó là bài flavonoid ha. Phần tiếp theo là bài tannin và phần cuối cùng sẽ là ôn tập để chúng ta có kết quả tốt hơn cho bài kiểm tra giữa kỳ vào chủ nhật tuần này. Bây giờ trước khi tiếp tục bài học thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn về tính chất hóa học của nhóm hợp chất flavonoid. Thì khi chúng ta muốn biết đến tính chất hóa học của nhóm hợp chất này, chúng ta sẽ phải xem cấu trúc của nó. Khi nhìn vào cấu trúc của flavonoid, bạn nhớ lại coi flavonoid được cấu tạo bởi gì? Nó được cấu tạo bởi hai cái hệ thống vòng C6 ráp lại với nhau qua vị trí qua một cái cầu nối C3, nên chúng ta gọi nó là C6 C3 C6 hay là diphenyl propan, và nó là một hợp chất polyphenol được cấu tạo bởi cái khung là C6 C3 C6. Thì cái nhóm chất có trong cái khung của flavonoid bao gồm những nhóm chất gì? Khi mà chúng ta quan sát cấu trúc điển hình của một flavonoid, bạn thấy rằng nó có các góc OH gắn vào trong vòng benzen, thường phân bố ở vị trí số 5, số 7, số 4 phẩy, nó có góc OH phenol. Và vì có các góc OH phenol cho nên là nó có tính chất gì? Nó có tính chất axit yếu, tức là nó sẽ tan được trong kiềm mạnh hoặc là trong kiềm trung bình. Thứ hai là nó có khả năng tham gia các phản ứng tạo phức chelat, đặc biệt trong trường hợp mà nó có hai góc OH liền kề thì cái phức hợp này sẽ trở nên dễ xảy ra hơn và hiện tượng sẽ rõ ràng hơn. Thứ ba là góc OH này sẽ định hướng cho các cái phản ứng thế diazonium mà chúng ta gặp trong bài cumarin. Và điểm đặc biệt là bên cạnh cái góc OH phenol thì flavonoid nó còn có vòng gamma biron. Vòng gamma biron là sao? Là ở vị trí gamma đối với oxy sẽ có một liên kết ceton, và cái cấu trúc biron này chúng ta cũng gặp trong bài cumarin, đó là alpha biron. Nhưng cái này là gamma biron, nghĩa là nó không phải là một liên kết kiểu este nội phân tử như là cumarin, mà nó chỉ là một liên kết ceton đơn thuần thôi. Vậy theo mấy bạn, nếu như chúng ta nhìn nhận vào cấu trúc của flavonoid, nó sẽ có hai kiểu, hoặc là nó có H-phenol, hoặc là nó và nó có vòng gamma biron. Thì theo mấy bạn thì cái nào sẽ là cái nét đặc trưng cho cấu trúc của flavonoid? OH-phenol hay gamma biron sẽ là cấu trúc đặc trưng cho flavonoid. Theo các bạn thì OH-phenol hay là vòng gamma biron sẽ đặc trưng? Đúng rồi. Nếu như chúng ta chứng minh nó là OH-phenol thì chúng ta chưa kết luận được nó có phải là flavonoid hay không. Bởi vì OH-phenol nó sẽ có rất là nhiều cấu trúc, có thể là anthranoid, có thể là cumarin, có thể là flavonoid, có thể là một polyphenol đơn giản, hay chúng ta còn gọi là pseudo tannin, hoặc nó là một cái kiểu polyphenol phức tạp như là tannin thật chúng ta học trong bài tannin của tuần này. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào ôn lại một xíu tính chất hóa học của các hợp chất flavonoid. OH phenol có khả năng tan được trong kiềm. Thứ hai là khả năng tạo phức, đặc biệt là hai góc OH liền kề sẽ cho cái phức hợp rõ ràng hơn. Vòng gamma biron sẽ cho hai tính chất. Tính chất thứ nhất là tính kiềm, nghĩa là nó tạo được muối và axit, nhưng tính kiềm này sẽ không có rõ ràng, nó rất là mờ nhạt bởi vì nó yếu hơn, cái mức độ thể hiện của nó yếu hơn cái tính axit, mặc dù chúng ta nói rằng flavonoid có tính lưỡng tính. Tính lưỡng tính này không phải là do một nhóm chất gây ra, mà nó được gây ra bởi một góc OH có tính axit và vòng biron có tính kiềm. Nhưng tính trội hơn vẫn là tính axit. Và cái trường hợp mà đặc biệt của flavonoid, tức là nó có cái vòng pyrrolidine, tức là cái vòng mà oxy mình là tích dương của cấu trúc anthocyanidin nhá, thì nó có điện tích dương nên nó sẽ tạo được cái muối với các ion âm, ví dụ như Cl trừ, SO42 trừ chẳng hạn, cho nên nó tạo được cái muối bền với axit, do vậy nó tồn tại được trong tự nhiên. Cái tính chất mà người ta ứng dụng vào đó để có thể định tính flavonoid thường là tính oxy hóa khử, hay cụ thể hơn người ta sẽ khử nó
Người ta sẽ khử cái vòng gamma biron, khử bằng cách nào? Sẽ biến cái cetone thành OH, và từ OH này họ sẽ biến nó thành vòng anthocyanidin, để từ đó ứng dụng vào trong một cái phản ứng đặc hình, đặc trưng cho flavonoid, đó là phản ứng cyanidin. Vậy thì chúng ta đã nhắc lại sơ qua về tính chất của hợp chất flavonoid. Bây giờ chúng ta chuyển qua về phần chiết xuất và phân lập. Vậy ở đây người ta đang nói đến độ phân cực của các flavonoid. Flavonoid tức là flavonoid gắn đường. Và khi mà flavonoid gắn đường thì đương nhiên nó sẽ khá là phân cực. Nó sẽ phân cực hơn các dẫn chất anthranoid, phân cực hơn cumarin rất là nhiều. Nhưng nếu như thầy hỏi các bạn là phần aglycol của flavonoid thì nó sẽ có mức độ phân cực như thế nào? Thứ nhất đó là kém phân cực, thứ hai đó là phân cực trung bình, và thứ ba đó là phân cực. Thì các bạn trả lời lại cho thầy coi, đối với các flavonoid mà kiểu aglycol thì nó sẽ ở ngưỡng nào? Kém phân cực trung bình hay phân cực? Đúng rồi, giỏi, phân cực trung bình. Vì sao? Bởi vì mặc dù nó là một aglycol, nhưng đừng quên rằng aglycol này được cấu tạo bởi gì? Nhiều góc OH, số 5, số 7, số 4, số 3, vân vân, đúng không? Vì vậy nó sẽ kéo cái độ phân cực của phân tử này lên từ phân cực kém thành phân cực trung bình. Và chúng ta có một cái hệ quả trong phần chiết xuất và phân lập là gì? Bạn nhớ ra là gì? Chiết xuất là chúng ta sử dụng một dung môi có một cái độ tan, có một cái khả năng hòa tan phù hợp, có một cái độ phân cực phù hợp, đúng không? Vậy đối với flavonoid khi nó phân cực trung bình thì cái dung môi chuyên dùng để chiết xuất nó, dung môi chuyên dùng để chiết xuất lấy nó chính là ethyl acetate. Bởi vì đây là một dung môi phân cực trung bình. Được chưa? Tuy nhiên nếu như các góc OH này bị thay thế bởi các góc ometin, nếu như các góc OH này bị thay thế bởi các góc ometin, các bạn xem lại cấu trúc. Ví dụ như đây là một cái flavone, nó được cấu tạo bởi ba góc OH. Nhưng giả sử như nó không còn là ba góc OH mà nó là ba góc methoxy. Nó là ba góc methoxy, tức là ở đây là CH3, rồi đây là OCH3, đây là OCH3, thì cái sự phân cực của phân tử do góc OH gây ra không còn nữa. Và vì vậy nếu như chúng ta nói là gì, chúng ta nói là OH nhiều á thì gọi là polyphenol. Trong trường hợp này nó không còn là OH nhiều nữa mà là polymethoxy. Chúng ta có những dẫn chất flavonoid kiểu polymethoxy, và khi nó là polymethoxy thì nó sẽ không còn tan tốt trong ethyl acetate nữa, mà nó sẽ trở thành một cái aglycol căn bản, trở thành một cái aglycol tương tự như là anthraquinone cumarin, tức là nó sẽ tan trong chloroform. Các bạn chú ý chỗ này nha. Đối với các flavonoid thông thường á, tức là nó là góc OH á, thì nó sẽ có độ phân cực trung bình và nó tan được trong ethyl acetate. Nhưng trong trường hợp polymethoxy, tức các góc OH này sẽ bị thay thế bởi cái góc CH3, OCH3, methoxy là OCH3, thì nó sẽ trở thành một chất kém phân cực, và khi nó kém phân cực nó sẽ tan được trong chloroform. Và ứng dụng cái tính chất đó để chúng ta lý giải cho cái phần chiết xuất và phân lập. Chiết xuất và phân lập nghĩa là nếu như chúng ta chiết bằng dung môi phân cực trung bình, nếu như chúng ta chiết bằng dung môi phân cực trung bình như là dichlorometan, như là chloroform, thì mình sẽ chiết được các polymethoxy flavonoid, nghĩa là các OH bị thay thế bởi các OCH3. Và các polymethoxy flavonoid này á, thì nó có tác dụng là độc tế bào rất là tốt, có khả năng cầm máu và có tác dụng độc tế bào rất là tốt. Còn đối với các flavonoid thường vi thì họ sẽ tiến hành chiết bằng cách lắc phân bố, và kết quả của sản phẩm lắc phân bố đó chính là dung dịch lớp ethyl acetate. Lớp ethyl acetate này sẽ là lớp mà nó có nhiều flavonoid nhất với cái góc OH phenol. Còn đối với cái lớp đầu tiên là lớp chloroform và ethyl acetate, tức là lớp dung môi kém phân cực. Và khi nó kém phân cực, nó sẽ có anthraquinone, nó sẽ có cumarin, và nó sẽ có các polymethoxy. Nó sẽ có các polymethoxy flavonoid. Còn flavonoid nó sẽ nằm ở góc này, ở phần ethyl acetate.
Và sau khi mà chiết xuất bằng công pháp lắp phân bố xong thì người ta sẽ tiến hành phân lập các flavonoid đó. Để các bạn dễ hình dung hơn, chúng ta cùng xem sơ đồ ha. Ban đầu dược liệu sẽ được chiết bằng dung môi là cồn, ROH tức là cồn. À, sau đó là gì? Người ta thu hồi dịch cồn. Cồn là dung môi vạn năng nên nó sẽ hòa tan được những chất phân cực lẫn kém phân cực. Và ban đầu người ta sẽ loại bỏ các cái tạp kém phân cực bằng cách là gì? Lắc với NH-san chẳng hạn. Sau đó họ lắc với ethinacetate, xin lỗi, lắc với ete hoặc là chloroform để chiết lấy anthraquinon, coumarin. Xong rồi họ mới chiết với ethinacetate để họ thu được các flavonoid. Và bạn nhớ rằng ethinacetate là dung môi chuyên dùng để chiết xuất, phân lập và tinh chế các flavonoid, nhưng đó là các flavonoid ở dạng polyphenol nha. Và sau khi chiết xuất xong thì họ sẽ tiến hành các phương pháp sắc ký cột và kỹ thuật kết tinh phân đoạn. Vì flavonoid nó rất là dễ kết tinh, rất là dễ kết tủa, và vì vậy thì rất là dễ trong cái việc phân lập các flavonoid sử dụng kỹ thuật sắc ký cột kết hợp với kết tinh phân đoạn. Đây là hai kỹ thuật căn bản nhất để người ta có thể phân lập và tinh chế các flavonoid, đặc biệt là kết tinh phân đoạn. Như vậy đó là phần chiết xuất và phân lập. Tiếp theo đó là các phần định tính flavonoid. Để định tính flavonoid thì chúng ta cần chứng minh điều gì? Chúng ta cần chứng minh nó là OH phenol. Chúng ta cần chứng minh nó có vòng gamma-biron chẳng hạn. Thì do vậy chúng ta sẽ có hai nhóm phản ứng cần phải chứng minh. Thứ nhất là OH phenol và thứ hai là vòng gamma-biron. Vậy để chứng minh nó là OH phenol thì chúng ta sẽ có những phản ứng nào? Chúng ta sẽ có phản ứng hòa tan trong kiềm. Vì nó là OH phenol nối acid cho nên người ta sử dụng kiềm. Và đáp ứng của việc mà một polyphenol tác dụng với kiềm đó là sự tăng màu. Chúng ta có thể đã thấy ví dụ này rồi trong bài anthraquinone khi tác dụng với kiềm thì nó sẽ cho màu gì? Các bạn còn nhớ không? Anthraquinone từ là một chất có màu vàng, khi tác dụng với kiềm thì cho màu gì? Anthraquinone, đúng rồi, giỏi, màu đỏ ha. Đây là lúc chúng ta ôn bài với nhau đó, về chủ nhật mình kiểm tra rồi. Anthraquinone tác dụng với kiềm từ màu vàng nó đậm lên thành màu đỏ. Flavonoid thì không đến mức đó, flavonoid không đến nổi mà nó chuyển sang màu đỏ, nhưng mà vàng sẽ đậm hơn, nó sẽ tăng màu vàng. Tức là ban đầu nó sẽ là màu vàng nhạt, chuyển dần sang màu vàng đậm chẳng hạn, hoặc là ban đầu nó không màu, nó chuyển thành màu vàng. Ví dụ như là cam thảo chẳng hạn, cam thảo thì nó có liquidin, isoliquidin, và các cái flavonoid trong cam thảo này là cái nguyên nhân để khi mà người ta chế biến cam thảo với kiềm nó sẽ sẫm màu lại. Nguyên nhân là do các flavonoid và người ta sẽ chế với kiềm. Hay là các cái OH phenol, để chứng minh nó là OH phenol thì người ta có thể chứng minh thông qua các phản ứng tạo phức với ion kim loại. Và cái sự tạo phức với các ion kim loại này thông thường sẽ sử dụng 3 ion kim loại. Thứ nhất là sắt, thì sắt là cái hay dùng nhất bởi vì nó ít độc hơn so với chì. Sắt cái độ nhạy của nó cũng rất là cao, cỡ 1/1000000 là đã có hiện tượng rồi, và hiện tượng của nó cũng khá là rõ ràng để giúp chúng ta phân loại cái nào là polymethoxy có các gốc OH liền kề. Ví dụ như có các gốc OH liền kề với nhau, dihydroxy thì nó sẽ cho màu xanh đen, và điều này nó giúp gợi ý về mặt cấu trúc, nó chỉ trả lời cho chúng ta biết là nó có polyphenol và cái polyphenol này có OH liền kề, chứ nó không trả lời là có flavonoid nha, bởi vì nó là một phần chứng minh rằng nó là polyphenol thôi. Các bạn chú ý, những phần định tính polyphenol không phải là phần đặc hiệu của flavonoid, nó chỉ gợi ý thêm về mặt cấu trúc thôi. Nếu xanh đen nó có OH liền kề ha. Vậy hơn cả trường hợp OH liền kề, tức là octo dihydroxy, thì cái trường hợp nào mà nó, cái cụm từ nào gợi ý cho một cái cấu trúc mà OH liền kề bên cạnh từ octo dihydroxy, thì cái từ nào gợi ý cho một cái cấu trúc có cái gốc OH liền kề, các bạn nhớ không? Một cái cấu, đúng rồi, giỏi, từ galo tức là ba gốc OH liền kề, nó còn mạnh hơn cả hai gốc OH liền kề nữa. Nó cho màu xanh đen, ví dụ xanh đen giống như là màu xanh mực vậy đó. Còn nếu như mà cái gốc OH không liền kề thì chúng ta sẽ thu được cái sản phẩm màu xanh rêu, tức là nó sẽ nhận định được các gốc OH có trong phân tử, mức độ gốc OH có trong phân tử. Còn nếu như sử dụng chì thì đồng ý rằng muối chì acetate độc tính của nó khá là cao, nhưng nó cũng có một vài cái ứng dụng nhất định, và nó sẽ chia làm hai loại, đó là chì acetate kiềm
và chị Acetat trung tính. Khi mà mình nghe tên thì mình thấy rõ ràng trung tính, tức là tính của nó yếu hơn, nó chọn lọc hơn, và đúng, nó chỉ tích kết tủa với các gốc OH liền kề thôi. Tức là cấu trúc nào mà có OH liền kề thì nó tủa, còn cái nào mà OH không liền kề thì nó sẽ không tủa. Như vậy cái chì acetat trung tính nó mang ý nghĩa là gì? Nó mang ý nghĩa là gợi ý về mặt cấu trúc. Tức là nếu như tủa với chì acetat trung tính, nghĩa là nó có OH liền kề. Còn chì acetat kiềm thì lại khác. Chì acetat kiềm á, tức là cái muối chì acetat được thêm kiềm vào, và do vậy cái pH của nó là pH kiềm. Và chì acetat kiềm này nó có đặc điểm là nó tủa với tất cả, tủa với tất cả các cái dẫn chất phenol, nghĩa là từ monophenol đến polyphenol tất cả đều tủa. Tủa để làm gì? Để người ta loại bỏ nó. Thường người ta sẽ sử dụng chì acetat kiềm để loại bỏ các cái polyphenol, tức là nó mang ý nghĩa là loại tạp. Nó có tác dụng là loại tạp. Trong trường hợp đối tượng nghiên cứu của người ta là glycosidin, hay đối tượng nghiên cứu là saponin, tức là những chất không phải được cấu tạo bởi khung polyphenol mà những chất này được cấu tạo bởi cái khung steroid hoặc là tạp ben á, thì người ta sẽ dùng chì acetat kiềm để tủa hết tất cả các polyphenol từ anthraquinone, cumarin, flavonoid cho đến tannin sẽ bị tủa hết, và do vậy người ta sẽ loại được tạp. Vậy bạn nhớ cho thầy sự khác biệt của hai loại muối chì khác nhau nha. Thứ ba đó là nhôm. Nhôm thì nó sẽ tạo ra một cái phức có khả năng phát hình quang dưới UV 365. Nhắc lại một xíu, phát hình quang dưới UV 365 là tính chất của nhóm hoặc chất nào? Phát hình quang dưới UV 365 là tính chất của nhóm hoặc chất nào? Tính chất đặc hiệu, đặc trưng của cái nhóm hoặc chất nào? Đúng rồi, cumarin. Vậy thì cumarin có khả năng phát hình quang ở UV 365. Flavonoid phát hình quang UV 365 không? Flavonoid có phát hình quang ở UV 365 không? Thưa các bạn, thì flavonoid có phát hình quang UV 365 không? Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái hình ảnh của một cái bản sắc kỳ khi mà người ta chiếu UV 365 vào nha. Rồi, đây là hình ảnh của một bản sắc ký. Bạn xem slide ha. Hình ảnh của một cái bản sắc ký chiếu UV 365. Bạn thấy trên cái bản mỏng ở UV 365 có những vết màu đen. UV 365 nó có những vết màu đen. Và như vậy thì flavonoid dưới tác dụng của UV 365 nó không có phát hình quang mà nó tạo ra những cái vết màu đen đó. Người ta gọi là tắc quang. Nó không phát hình quang mà nó tắc quang. Và nó phát hình quang khi nào? Khi nó tạo phức với nhôm thì nó mới phát hình quang thôi. Nó tạo phức với nhôm thì nó mới phát hình quang. Còn thông thường các flavonoid sẽ tắt hình quang nha. Rồi, nhưng những phản ứng đó chỉ là những phản ứng mang tính chất là chứng minh nó là OH phenol, những phản ứng mang tính chất là định tính thêm thôi. Còn phản ứng mà giúp chúng ta trả lời có hay không có flavonoid thì chúng ta sẽ phải xem từ là cấu trúc của flavonoid đặc trưng bởi nhóm chất nào. Và như hồi nãy chúng ta vừa phân tích, nó được đặc trưng bởi vòng gamma biron. Vậy thì những phản ứng nào mà chứng minh nó có vòng gamma biron thì nó là vẫn đặc hiệu. Và vòng gamma biron, tính chất của nó là gì? Tính chất của nó là nó có khả năng tham gia phản ứng oxy hóa khử. Gamma biron dưới tác dụng của phản ứng oxy hóa khử nó sẽ biến thành anthocyanidin. Bạn có thể xem cái cơ chế của nó là cái vòng gamma biron bên trái dưới tác dụng của hydro. Hydro sinh ra bởi gì? Magie và HCl. Magie tác dụng HCl ra hydro, tức là một cái nguồn cung cấp hydro, đặc biệt là hydro nguyên tử. Ví dụ như magie trong HCl, ví dụ như kẽm trong HCl, ví dụ như là natri bihydro, nhôm litihydro, liti nhôm hydro. Đúng là những cái nguồn cung cấp hydro thì nó sẽ khử cái vòng gamma biron thành vòng anthocyanidin, mà môi trường đang tiến hành là môi trường acid. Điều đó sẽ biến anthocyanidin. Anthocyanidin nó có tính chất gì? Nó có hai tính chất. Tính chất thứ nhất là khả năng chống oxy hóa đặc biệt của nó. Tính chất thứ hai là khả năng chuyển màu theo pH. Và vì môi trường chúng ta đang tiến hành là môi trường acid cho nên dung dịch nó sẽ chuyển thành màu đỏ.
dung dịch nó sẽ chuyển thành màu đỏ, và đó chính là cái tính chất đặc trưng của anthocyanin. Và người ta dựa vào tính chất đó, người ta quan sát và người ta coi đó là hiện tượng dương tính, hiện tượng dương tính của phản ứng cyanidin. Cyanidin nó tương tự như phản ứng bọt trăng rơ chúng ta học vậy đó, dung dịch nó sẽ có màu màu đỏ. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do anthocyanin trong môi trường axit sẽ biến thành màu đỏ. Với thuốc thử sử dụng là gì? Là cái nguồn cung cấp hiro, và thông thường cái hiro này nó phải có khả năng khử mạnh, vì và người ta thường sử dụng là magie trong HCl. Đôi khi người ta có thể sử dụng kẽm nhưng mà nó sẽ không tốt bằng magie trong HCl, và người ta gọi phản đó là phản cyanidin. Nhưng mà do trong thời kỳ đó cũng có các nhà khoa học khác cũng tìm ra cái phản này, ví dụ như Shinoda, Shibata, Wistatter, nhưng mà về sau thì họ thống nhất gọi là cyanidin. Nhưng mà có sẽ có một số sách họ sẽ viết là phản Shinoda chẳng hạn, thì bạn hiểu đó là cũng là phản cyanidin thôi. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu như âm tính với phản cyanidin thì có phải là flavonic? Thì chúng ta trả lời không phải flavonic, đúng hay sai? Nếu như âm tính với phản cyanidin thì không phải là flavonic, đúng hay sai? Đúng rồi, sai. Bởi vì thực sự ra đây là một phản đặc hiệu không hoàn toàn bao hết toàn bộ các cái trường hợp, nghĩa là nó sẽ chỉ chứng minh rằng nó có vòng gamma biron thôi. Và bạn đừng quên rằng flavonic vòng C nó có rất nhiều kiểu vòng chứ không chỉ là vòng gamma biron. Và vì vậy nó sẽ chỉ đúng trong trường hợp là gì? Nó sẽ đúng trong trường hợp nó có vòng gamma biron, nghĩa là những cấu trúc nó có từ on, on, ví dụ như flavon, flavonon, flavanon, flavanonon, miễn sao nó có từ on thì nó sẽ dương tính với phản cyanidin. Ví dụ như catechin thì nó có dương tính với phản cyanidin không? Catechin thì nó có dương tính với phản cyanidin không? Catechin, tên gọi của nó là flavan, baon, flavan baon, nghĩa là nó không có từ on, nghĩa là nó sẽ không có vòng gamma biron. Và vì vậy thì nó sẽ không bị biến thành anthocyanin, và đương nhiên là nó sẽ không bị khử thành anthocyanin rồi, bởi vì flavan baon tức catechin nó còn khử mạnh hơn cả anthocyanin nữa, thì đời nào nó bị khử nữa đúng không bạn? Bởi vì theo thứ tự là catechin nó là khử mạnh nhất rồi, không có cớ gì mà nó còn bị khử xuống anthocyanin, nó sẽ bị oxy hóa thành anthocyanin thì được. Còn đây là phản này không xảy ra được ha. Hay là leucoanthocyanin, leucoanthocyanidin, cái này cũng vậy, là flavan 3-4 dion, mức độ khử của nó còn cao hơn anthocyanidin cho nên không có cớ gì nó bị khử cả ha. Vậy thì anthocyanidin có phương dương tính với phản này không? Anthocyanidin có dương tính với phản cyanidin không? Anthocyanidin có dương tính với phản cyanidin không? Nếu như người ta hỏi có dương tính hay không thì chúng ta để là gì? Hiện tượng dương tính chúng ta quan tâm là chỉ có màu đỏ, đúng không? Vậy thì anthocyanidin có dương tính không? Đương nhiên là có. Và chúng ta gọi đó là dương tính giả. Nhưng sự dương tính giả này nó không ảnh hưởng gì đến kết quả cả, bởi vì người ta đang quan tâm là có flavonic không, đúng không? Và thực chất của phản cyanidin là nó muốn biến về anthocyanidin. Nhưng mà vốn dĩ ban đầu nó là anthocyanidin rồi, mà trong môi trường axit nó sẽ biến thành đỏ. Nó không phản ứng với hydro, nhưng mà do trong môi trường axit nó thành màu đỏ thôi. Và cái màu đỏ này chứng minh rằng nó có flavonic, và anthocyanidin cũng là một flavonic, cho nên cái chuyện dương tính giả này không có bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà các bạn lưu ý đó là dương tính giả, nghĩa bởi vì nó không có phản ứng với hydro, nhưng mà do nó chuyển màu trong môi trường axit, và cái hiện tượng chúng ta quan tâm là có màu đỏ thôi mà, cho nên là nó dương tính giả. Nhưng mà dương tính giả hay dương tính thì vẫn là flavonic, cũng không sao cả, được chưa? Do vậy là chúng ta thấy rằng cái phản cyanidin này nó có một cái nhược điểm, đó là nó không có nêu bật được hết toàn bộ các flavonic, nghĩa là nó sẽ có những cái kiểu vòng khác nhau, đúng không? Và do vậy chúng ta sẽ có những cái phản định tính khác, ví dụ như là phản định tính anthocyanidin chẳng hạn, tức là anthocyanidin nó có khả năng chuyển màu, thì đây là cái phản đơn giản nhất. Tức là lấy dược liệu, lấy dịch chiết chia làm ba ống nghiệm, một ống cho axit để tạo môi trường axit, một ống cho kiềm, một ống không cho gì hết, thì khi đó nó sẽ tạo ra ba cái
pH khác nhau, và nếu như cái pH nó chuyển màu như vậy thì chứng minh đó là anthocyanidin. Hay leucoanthocyanidin thì sao? Leucoanthocyanidin nghĩa là tiền thân của anthocyanidin, mà tiền thân của anthocyanidin có tính chất gì? Nó sẽ bị oxy hóa trong axit, nghĩa là nó sẽ âm tính với phản ứng cyanidin, nhưng nếu oxy hóa nó trong không khí thì nó sẽ biến thành leucoanthocyanidin. Nếu bị oxy hóa trong không khí, nó sẽ biến thành anthocyanidin và nó sẽ chuyển thành màu đỏ, nghĩa là chúng ta còn có các phản ứng định tính khác, không chỉ là phản ứng cyanidin. Nhưng phản ứng cyanidin nó có lợi hơn một xíu, là bởi vì sau khi mà người ta tiến hành phản ứng cyanidin xong thì chúng ta có thể phân biệt được cái flavonoid đó ở dạng aglycol hay là ở dạng glycosid, tức là nó có gắn đường hay không gắn đường, bằng cách là lắc với octanol. Nếu như mà nó tan trong octanol, nghĩa là nó là phần renin, nó là phần aglycol, nó nằm ở lớp trên. Còn nếu như mà nó phân cực, nó tan trong lớp cồn, thì cái màu đỏ nó sẽ ở lớp dưới. Và như vậy người ta có thể nhận định thêm là cái flavonoid này nó là aglycol hay glycosid, dựa vào cái sự phân bố trong octanol. Bây giờ thì các phản ứng hóa học đã ít khi được sử dụng rồi, mà người ta tiến hành các phản ứng định tính khác, ví dụ như sử dụng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng chẳng hạn. Thì đây là coi là một cái thử nghiệm, một cái phép định tính chính xác hơn, chi tiết hơn, và nó yêu cầu ít cái mẫu sử dụng hơn. Thì đây có một vài cái thông tin mà các bạn cần lưu ý ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn vào trong một cái bảng mỏng này. Đây là cái bảng mỏng các cái lớp mỏng của 18 cái mẫu được chấm trên cùng một bảng mỏng ha. Điều đầu tiên chúng ta nhận xét là như thế nào mấy bạn? Nó có nhiều màu sắc khác nhau, đúng không? Với cái thuốc thử người ta sử dụng đó là thuốc thử VS. Và cái thuốc thử VS này nó sẽ làm cho những vết đổi màu, chuyển màu, rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà cái màu vàng nó sẽ gợi ý nó là một flavonoid chẳng hạn. Các bạn nhìn vào trên bảng màu thấy có những cái phần mà nó có màu vàng, nó chính là flavonoid. Vậy thì đối với sắc ký lớp mỏng của flavonoid, bạn có thể có những lưu ý gì? Nhất đó là nó sẽ lên màu với nhiều thuốc thử khác nhau. Ví dụ như người ta sử dụng sắc 3, ví dụ như người ta sử dụng VS, ví dụ người ta sử dụng các thuốc thử đặc trưng cho flavonoid, nó lên màu rất nhiều thuốc thử. Thứ hai đó là cái pha động. Pha động của cái axit pha động, tức là khi bạn học sắc ký lớp mỏng thì chúng ta sẽ có pha động và pha tĩnh. Pha tĩnh tức là cái bản sắc ký, còn pha động tức là một cái hỗn hợp dimo nó chạy dọc cái bản sắc ký để đẩy các vết lên. Thì cái pha động của cái bài của flavonoid là được cấu tạo bởi gì? Bởi các axit hữu cơ. Ví dụ bạn thấy đó là axit formic HCOH với một cái tỷ lệ thấp thôi, nhưng với vai trò là gì? Mục đích của cái pha động này là để làm gọn vết. Mục đích là để gọn vết. Như vậy trong phần sắc ký mỏng của flavonoid, bạn chú ý hai điểm đặc trưng. Thứ nhất đó là nó sẽ có nhiều thuốc thử khác nhau. Bạn có thể xem lại cái hình của một vài thuốc thử UV54 nè, UV365 nè, sắc 3 nè, VS nè, hoặc là có thể sử dụng các kiểu thuốc thử khác, ví dụ như là các thuốc thử BEG nè, FPS nè, tức là các thuốc thử nó rất là phong phú. Tuy nhiên thì thông thường người ta dùng sử dụng sắc 3 hoặc là sử dụng VS, bởi vì đây là những thuốc thử nó thường quy và nó dễ pha hơn. Thứ hai là để cho các cái vết nó gọn, để cho những vết nó đẹp, vết nó gọn đẹp thì người ta sẽ thêm vào đó một ít axit hữu cơ. Ví dụ như là axit formic, ví dụ như là axit acetic, làm cho vết nó gọn đẹp hơn, dễ quan sát hơn. Đó là lưu ý trong phần sắc ký lớp mỏng nha. Còn về sau khi mà chúng ta mà qua chương trình dữ liệu 2 thì chúng ta sẽ học được học kỹ hơn về phần sắc ký lớp mỏng, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao cho axit vào thì nó sẽ gọn vết. Còn đây thì mình chỉ cần ghi nhận cái điểm đặc trưng phần sắc ký lớp mỏng thôi. Ngoài ra thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp HPLC trong định tính, và đương nhiên đây là phương pháp chính xác hơn cả bởi vì nó có độ phân giải, khả năng phân tích mẫu rất là chính xác. Tuy nhiên nhược điểm của nó là nó tốn kém, nó đòi hỏi cái người sử dụng và có chuyên môn, và thứ ba nữa là nó phải có chất chuẩn, tức là mình phải mua được cái chất chuẩn để từ đó mình đối chiếu thì mình mới trả lời chính xác được chất nó là chất gì. Và định lượng đối với các flavonoid, người ta có thể sử dụng phương pháp con, phương pháp đa quang và phương pháp HPLC. Đối với phương pháp con, các bạn kể cho thầy một cái dược liệu mà được ứng dụng là phương pháp con là dược liệu nào?
Phương pháp cong là một phương pháp mà sai số rất là cao, nhưng cái sai số này sẽ trở nên không có ý nghĩa trong trường hợp cái dược liệu này có hàm lượng quá cao, ví dụ như dược liệu hoa hòe mà chúng ta được xem trong video bài giảng, đúng không? Hàm lượng đối với hoa hòe, nhắc các bạn thử là bạn nhớ cho thầy coi thử là flavonoid á, trong hòe thì nó sẽ, đối với dược liệu hòe trong dược điển Việt Nam nó sẽ quy định về hai con số. Hai con số đó là hai con số nào, các bạn kể thầy nghe coi. Đúng rồi, giỏi, 90 và 20, tức là tối thiểu 90% là nụ hoa chưa nở và 20% là rutin. Nhưng phần lớn hòe ở Việt Nam mình á, hòe Việt Nam mình trồng mình nó tự động rồi, nó auto 30% rồi. Tức nếu như nó là nụ hoa thì lúc nào nó cũng hàm lượng nó cũng 30%, 35% hết á, cho nên là cái chuyện mà nó bị lệch đi nhiều vào phương pháp cân là không sao, nên thường người ta sử dụng phương pháp cân là phương pháp đơn giản nhất để có thể định lượng và đánh giá chất lượng dược liệu hoa hòe, vì nó quá cao, cao đến mức mà người ta không cần chiết xuất lấy rutin, người ta có thể lấy cái bột hoa hòe để người ta xay thành bột và người ta dập trực tiếp thành viên thuốc luôn cũng được luôn, hoặc là người ta chiết nó với cồn để qua tủ lạnh là tự động rutin nó có tủa xuống nó rất là nhiều, bởi vì nó có quá nhiều rutin. Đó là một vài lưu ý cho phần định lượng ha. Rồi tác dụng và công dụng cũng như là dược liệu chứa flavonoid thì các bạn xem trong video bài giảng nha. Nhưng mà sau khi coi lại cái bài dược liệu flavonoid thì các bạn tổng kết lại cho thầy là flavonoid nó mặc dù nó có nhiều tác dụng lắm, bạn có thể nhìn thấy ở trên slide này có nhiều tác dụng vô cùng, nhưng chúng ta chốt lại nó sẽ có bốn cái tác dụng khá là điển hình. Tác dụng thứ nhất là gì? Tác dụng thứ nhất điển hình nhất của flavonoid là gì? Chống oxy hóa, giỏi ha, chống oxy hóa. Và vì nó chống oxy hóa cho nên nó mới bảo vệ gan, và cái này chúng ta sẽ gặp trong dược liệu thuộc họ cúc asteraceae, ví dụ như là artiso với cinarin là cái dẫn chất bột 3 của cà phê oic và acid quinic chẳng hạn, hay là cây cúc gai. Không, cái chống oxy hóa thì nó sẽ bảo vệ gan. Hai tác dụng rồi, tác dụng thứ ba đó là bảo vệ thành mạch, đúng rồi, người ta gọi là tương tự vitamin D. Và tác dụng thứ ba, thứ tư là tác dụng thường gặp cho những cái flavonoid thuộc cấu trúc isoflavonoid có trong hạt đậu, chúng ta gọi là phytoestrogen. Như vậy nó có bốn tính chất đặc trưng ha: chống oxy hóa đi kèm với bảo vệ gan, tương tự vitamin D và phytoestrogen. Đương nhiên flavonoid nó sẽ có nhiều cái tác dụng khác nữa, nhưng hiện nay đây là bốn tác dụng khá là điển hình và được sử dụng rộng rãi trên thực tế. Ngoài ra thì nó còn nhiều tác dụng khác, ví dụ như là nó ngăn sự ngưng kết lại của tiểu cầu nè, rồi giảm cái LDL, giảm cholesterol, ức chế vi khuẩn, độc tế bào, thì nó có rất là nhiều. Bởi vì vốn dĩ cái loài cây khi mà nó tổng hợp một cái chất nào đó thì nó không chỉ dùng vì một mục đích. Các cái thực vật nó rất là tiết kiệm nguyên liệu, một khi nó đã tạo ra cái gì rồi thì cái đó nó rất là đa năng, nó có nhiều công dụng. Đó là nguyên nhân vì sao mà bạn thấy thuốc từ dược liệu tác dụng nó rất là nhiều, bởi vì vốn dĩ cây cỏ tạo ra cái chất đó không chỉ để phục vụ cho một mục đích mà nó phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: kháng viêm, kháng khuẩn, kháng nấm, chống lại tia UV, nó có nhiều tác dụng khác nhau. Và đó chính là cái phần chiết xuất, phân lập và định tính, cũng như là nhắc lại cho các bạn tác dụng, công dụng của nhóm hợp chất flavonoid. Phần dược liệu chứa flavonoid thầy đã trình bày trong video bài giảng dược liệu chứa flavonoid rồi, thì các bạn có thắc mắc gì về phần dược liệu chứa flavonoid hay không? Các bạn có thắc mắc gì về phần dược liệu chứa flavonoid hay không? Trong quá trình, trong cái bài giảng em nghe có chỗ nào mình chưa rõ hay không? Nếu không thì chúng ta chỉ cần học theo cái video bài giảng đó là được nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói nhanh qua một bài, đó là bài tannin. Bài này thì thầy nghĩ chúng ta sẽ làm việc với nó khoảng 20 phút thôi, vì cái nội dung nó khá là đơn giản ha.
Nhưng mà khi thầy kiểm tra cái số sinh viên làm bài tập điểm danh, bài Tanning thì hiện tại lớp mình chỉ có 11 bạn. Lớp mình chỉ có 11 bạn làm bài tập đánh giá lượng giá thôi. Thì không biết là các bạn có nghe bài giảng về Tanning chưa? Vì bài Tanning nếu như em không nghe bài giảng là thầy giảng nó sẽ rất là khó hiểu. Cao thuận bình. Cao thuận bình ra đây không? Cao thuận bình, em nghe video bài giảng Tanning chưa? Vậy hả? Lớp mình có bạn nào đã nghe bài giảng Tanning rồi? Tức là có một vài bạn chưa nghe, một vài bạn nghe rồi ha, để thầy biết, thầy định hướng cái cách giảng bài. Vậy thì bạn nào chưa kịp nghe bài Tanning thì chưa kịp nghe bài giảng Tanning thì các bạn chịu khó chúng ta nghe thêm, và nếu được thì hôm nay thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy á vẫn có các buổi học trực tuyến, thì các bạn có thể tham gia vào những buổi học đó để chúng ta nghe kỹ hơn bài Tanning để mình hiểu rõ hơn nha. Còn bây giờ thầy sẽ giảng bài Tanning trên tinh thần là các bạn đã nghe rồi để tiết kiệm thời gian hơn ha, vì chúng ta còn có một phần ôn tập nữa, cho nên là chúng ta sẽ giảng trên tinh thần là các bạn đã hiểu về bài Tanning rồi, các bạn đã nghe giảng về bài Tanning rồi. Vậy bài Tanning chúng ta sẽ nói về nó. Tanning dịch nghĩa ra nghĩa là gì? Đúng rồi, thuộc da. Và đó chính là cái tiêu chí điển hình để chúng ta phân biệt tannin. Thuộc da. Thuộc da nghĩa là sao? Thuộc da nghĩa là nó sẽ có khả năng tạo một cái màng trên cái lớp da đó. Mà da thì được cấu tạo bởi protein. Da thì được cấu tạo bởi protein. Cho nên là người ta hay khuyên là chúng ta ăn nhiều da. Ăn nhiều da, và da da nào thì có nhiều protein. Ăn da gà thì sao? Không được. Da gà thì nó có nhiều cholesterol lắm. Người ta ăn da gà nhiều không có tốt, nó nhiều cholesterol, không có tốt cho cơ thể. Da gì? Ăn da heo. Ăn nhiều da heo. Da heo nó có nhiều gì? Collagen, để nó cấu tạo nên cái phần da, cái nguyên liệu để cấu tạo nên các cái cấu trúc da của mình, làm cho da mình nó căng hơn, nhưng mình đàn hồi tốt hay không là do các cái collagen. Thì tính chất đó là tính chất thuộc da, và tính chất thuộc da này là do đâu? Vậy là do nó có khả năng tạo thành cái cầu nối, hay người ta gọi là các liên kết hydro nội phân tử, chúng ta gọi là liên kết hydro nội phân tử của các cái gì, gốc OH. Vì tannin nó không chỉ là một polyphenol bình thường, mà nó là một cái hỗn hợp của nhiều polyphenol ráp lại với nhau. Nó là 3 polyphenol, 10 polyphenol ráp lại với nhau. Bởi vì nó có rất là nhiều gốc OH. Và vì nó có rất nhiều gốc OH cho nên nó dẫn đến là gì? Nó có nhiều gốc OH nên nó sẽ tạo thành các liên kết hydro nội phân tử bền vững lên trên bề mặt cái miếng da, lên trên bề mặt protein. Vì vậy nó sẽ có tính chất tạo màng, nó có khả năng kết tủa protein và nó có tính chất thuộc da. Yeah. Vậy thì tannin là gì? Tannin là một cái nhóm hợp chất mà có khối lượng phân là một hợp chất polyphenol. Tannin là một hợp chất polyphenol có khối lượng phân tử như thế nào? Lớn. Và cái tiêu chí để biết phân loại nó là thuộc da. Vì vậy cái từ thuộc da này trong tiếng Anh người ta gọi là tannin, tiếng Pháp gọi là tannan, và nó là thuộc da. Và vì vậy thì chúng ta sẽ phân biệt với một cái nhóm cấu trúc cũng là polyphenol nhưng mà nó đơn giản hơn, tức là chỉ là một cái cấu trúc như là flavonoid nè, cumarin nè, nó là các polyphenol đơn giản, người ta gọi là pseudo tannin. Pseudo tannin. Còn thuộc da là gì? Là quá trình biến thành da thuộc, thì các bạn đã được nghe trong video bài giảng rồi ha. Và ở đây các bạn hiểu là thuộc da tức là nó được cấu tạo bởi liên kết hydro nội phân tử, và vì vậy nó sẽ làm cho cấu trúc da trở nên đặc biệt hơn. Thì chúng ta sẽ lấy nó làm tiêu chí để phân loại tannin, nó là tannin thật hoặc nó là giả tannin. Giả tannin thì là polyphenol thông thường,
tác dụng đối với sắc ba hết. Còn tanin thật là gì? Tác dụng đối với sắc ba nhưng mà nó còn thuộc da nữa, nó tạo phức được với phần da, với protein. Và trong tanin thật này nó sẽ chia thành hai loại, đó là tanin thủy phân được và tanin không thủy phân được. Vậy ví dụ thế nào về một tanin thủy phân được và thế nào là một tanin không thủy phân được đây? Giống như là tanin thì thường nó có vị gì mấy bạn? Tannin thường có cái vị gì? Cái này mình không học mình cũng biết, đúng không? Nó có vị chát. Có những cái loại trái cây ban đầu nó có vị chát, nhưng sau đó chúng ta làm một cái phương pháp rất là dân gian, mình gọi phương pháp đó là vú. Mình vú cái quả vú sữa, mình vú cái quả mãng cầu, mình vú cái quả bích. Ban đầu nó chát ơi là chát, nhưng sau quá trình vú thì nó trở nên như thế nào mấy bạn? Nó ngọt. Vậy thì cái chuyện vú này nó xảy ra là do đâu? Là do chúng ta để một cái nơi là chúng ta đậy gạo lại, đúng không? Rồi chúng ta cho nó vào cái nơi, chúng ta gói lại, ủ nó lại. Ủ để là cái gì? Để cho enzyme nó hoạt động. Và khi enzyme nó hoạt động thì sao? Thì tannin, nó là một chất glycolic, tức là được cấu tạo bởi phần không đường là glycol nối với phần gì? Phần đường. Như vậy thì khi vú như vậy thì cái tannin này nó sẽ bị thủy phân. Và khi thủy phân nó sinh ra gì? Sinh ra đường. Nó giải phóng cái đường ra và làm cho cái trái cây đó ngọt hơn. Ví dụ như ổi, ban đầu nó chát và sau đó ngọt là vì nó được cấu tạo bởi các tannin thủy phân được. Được không? Và tannin thủy phân được, khi nhắc đến từ thủy phân nghĩa là nó được cấu tạo bởi liên kết ester. Do vậy những tannin thủy phân được là những tannin sinh ra bởi liên kết ester, mà liên kết ester là liên kết được tạo bởi một cái axit hữu cơ tác dụng với một cái gốc OH, và gốc OH này là của gì? Của đường. Và đó chính là cái tiêu chí để người ta phân loại. Nếu axit hữu cơ đó là axit gallic thì chúng ta gọi là galotannin. Nếu axit hữu cơ đó là axit elagic thì chúng ta gọi là elagitannin. Nhưng bản chất là liên kết ester, được chưa? Còn có những cái loại mà chúng ta vú nó vẫn chát, vú này ngàn năm nó vẫn chát như thường. Ví dụ như là gì mấy bạn? Ví dụ như là cái ly nước mà thầy đã uống như thế này. Đó là gì? Trà, đúng không? Trà, người ta ủ người ta lên men thì nó càng đắng, nó càng chát, nó thơm, chứ nó không có ngọt. Đó là trà, bởi vì nó là những tannin không thủy phân được. Mà liên kết nào không bị thủy phân các bạn nhớ không? Đối với glycosid thì liên kết đúng rồi, liên kết CC. Tức là nó là các cái flavonoid được ráp với nhau bởi dây nối CC, nó sẽ không bị thủy phân được. Và do vậy, rất là dễ hiểu ha. Thủy phân được nghĩa là nó được cấu tạo bởi liên kết ester. Còn không thủy phân được, nó được cấu tạo liên kết CC. Và cái đặc điểm của các tannin không thủy, xin lỗi, các tannin thủy phân được là gì? Nó là một hợp chất glycosid được cấu tạo bởi đường nối với phần không được, nhưng do dây nối là dây nối ester nên tannin này còn được gọi là một pseudo tannin. Tannin chính là một, xin lỗi, tannin này còn được gọi là pseudo glycosid, nó là một giả glycosid, bởi vì bạn nhớ hợp chất glycosid là a glycol nối với glycol qua dây nối gì? Ester, tức là dây nối đơn nguyên tử oxy nè, carbon nè, lưu huỳnh nitơ, nhưng đây là cầu nối đa nguyên tử của lớp CO nên nó là dây nối ester, nó là một pseudo glycosid. Và tính chất thứ hai đặc trưng của nó là gì? Là khi chúng ta nhìn vào cấu trúc của một tannin thủy phân được, ví dụ như đây là axit tannic, thì chúng ta phải nhận dạng là cái đường, đúng không? Đường là cái nào? Là một cái vòng mà nó có oxy. Đường là một cái vòng nó có oxy trong vòng thế này, rồi từ các cái vòng này nó có cái góc OH. Thì đây là cái đường đây, một đường gluco, nhưng mà nó lại ráp với 5 cái a glycol. Đây là một cái tannin khá là căn bản, axit tannic, không yêu cầu các bạn học thuộc cấu trúc của nó, các bạn chỉ cần nhận ra nó là nó được cấu tạo bởi liên kết ester là thầy vui rồi. Các bạn biết cái đường chỗ nào là được rồi. Các bạn thấy là gì? Đối với cái hợp chất glycosid á thì chúng ta có phân loại nó là bidemoxit là rồi bioxit, tức là bao nhiêu đường trên một mạch, rồi bao nhiêu mạch đường, tức là thường sẽ là một a glycol nối với nhiều đường. Trong trường hợp của tannin thì ngược lại, một đường nối với nhiều a glycol, một đường nối với nhiều a glycol, đó là hai điểm khá là khác biệt. Hai điểm khá là khác biệt, đó là thứ nhất nó là một pseudo tannin, pseudo glycosid, xin lỗi, pseudo glycosid. Thứ hai nó là một đường nối với nhiều tannin, hay còn gọi là a glycol. Và như đã trình bày với bạn là
nó là tên thủy phân đường thì nó được cấu tạo bởi acid mà nó kết acid thì được cấu tạo bởi acid với phần đường, và acid đó là acid galic thì chúng ta gọi là galo tannin, acid đó là acid elagic thì chúng ta gọi là elagic tannin. Còn tannin không thủy phân được thì là dienol CC được ngưng tụ bởi các flavonoid, thông thường là catechin, tức là flavan 3 on hoặc flavan 3 4 dion cũng được. Và thông thường các tannin ngưng tụ này người ta gọi là biro catechic, viết tắt là BC. Còn galotanin gọi là galotanin hay biro-galic, viết tắt là BG. À, và cái khá là điển hình cho các tannin thì các bạn chỉ cần lưu ý kỹ hơn, đó là galotanin, tức là biro-galic, bởi vì cấu trúc của nó đơn giản, mình dễ học. Còn cái elagitanin thì nó phức tạp lắm, à, cho nên là bạn tập trung vào cái biro-galic là được rồi. Tức là được cấu tạo bởi cái phần axit là axit gallic. Vậy chúng ta phải biết được cái axit gallic nó tròn méo như thế nào. Còn đây là công thức của axit gallic. Này, axit gallic nó bắt đầu nè, gallic tức là galo, nghĩa là nó là một axit được cấu tạo bởi ba góc OH, nên nó là axit gallic. Vậy ba góc OH này sẽ đóng vai trò làm gì? Dính lên trên cái màng, dính lên trên cái da, dính lên trên cái protein qua dây nối ester. À, xin lỗi, qua dây nối hydro, ba góc OH này nè. À, còn cái góc COH thì nó sẽ tạo ra dây nối ester với đường. Nhưng à, vì tannin làm hợp chất polyphenol khối lượng phân tử lớn, do vậy là các cái axit tannic này, à, các cái axit gallic này nó sẽ ráp lại với nhau. À, ví dụ như một axit gallic sẽ ráp thêm với một axit gallic nữa qua một dây nối ester, hay chúng ta còn gọi là dây nối dipeptide để tạo thành digallic, hay hai hay ba axit gallic ráp lại với nhau, tức là góc COH của axit gallic này sẽ tạo liên kết ester với góc OH của axit gallic kia để chúng ta có trigallic. Thì bản chất nó cũng là dây nối ester mà thôi, nhưng người ta gọi thêm nó là dây nối dipeptide. À, và vì vậy thì làm cho cấu trúc của cái tannin nó trở nên lớn hơn, nặng hơn và nó có khả năng tạo màng tốt hơn. À, và cứ mỗi một cái G1, G2, G3 như vậy nó sẽ gắn với một cái đường trên phân tử gluco. Mà gluco thì nó có tới 5 góc OH, cho nên nó sẽ có 5 chỗ để nó gắn với phần A glycol. Vì vậy làm cho cấu trúc của nó lớn hơn, nặng hơn, nhiều góc OH hơn. Và vì nó là tannin thủy phân được, cho nên là gì? Cứ thủy phân thì nó sẽ bị thủy phân hoàn toàn, tạo ra axit phenolic tương ứng và phần đường. À, nhưng mà bạn đừng quên rằng nó là galotanin. Gallo là ba góc OH liền kề, nên cứ tác dụng sắc ba nó sẽ cho màu xanh đen. Để chúng ta phân biệt với cái gì? Với những tannin không thủy phân được. Tannin không thủy phân được chỉ cho màu xanh rêu với sắc ba thôi, còn tannin thủy phân được nó được cấu tạo bởi axit gallic là gallo, là ba góc liền kề, cho nên nó sẽ cho màu xanh đen. Còn đối với những tannin thủy phân được kiểu elagic tannin, nói nó là axit elagic thôi, nhưng thực chất nó cũng chẳng qua là axit gallic ráp lại với nhau mà thành, trên nguyên tắc là nhiều góc OH liền kề. À, do vậy thì dù nó là axit gallic hay nó là elagic thì nó mang tính chất tương tự như là của một axit gallic, tức là có cái góc OH liền kề, để từ đó nó tạo phức màu xanh đen đối với sắc ba. À, bạn nắm phần này căn bản như vậy thôi. Còn công thức của luteolic như thế nào, elagic như thế nào thì các bạn xem thêm, và phần này nó không có đòi hỏi các bạn học thuộc lòng những công thức của nó nha. Đối với các tannin không thủy phân được, bạn nắm được cho thầy là nó được cấu tạo bởi dienol CC, nó bền vững. Nhưng bạn nhớ một điều, đó là gì? Là nó không bị thủy phân. Nghĩa là khi cho enzyme nè, khi cho axit vào, cái dienol CC nó rất là bền vững, nó không bị thủy phân. Nhưng mà do nhiệt độ tác động lên trên nó, và khi nhiệt độ tác động trên nó sẽ bị gì? Bị oxy hóa. Và khi nó bị oxy hóa thì nó sẽ làm ra một cái sản phẩm chúng ta gọi là đỏ tannin, là sản phẩm oxy hóa của tannin, gọi là đỏ tannin, hay còn gọi là flobafen. Và flobafen này là cái cắn mà chúng ta thường hay gặp trong trà. Đó, tức là bạn uống trà, bạn để cái ly trà lâu như vậy, bạn thấy một cái lớp cắn nó bám lên trên cái ly và nó có màu nâu nâu vàng vàng, đó chính là đỏ tannin. Hay là trong cái ấm tích chúng ta pha trà sẽ một lớp cắn bám rất là chắc lên trên đó, đó là đỏ tannin, là sản phẩm oxy hóa của tannin không thủy phân được. Hay cái màu đỏ tannin này nó có thể làm nên cái tính chất là làm cho cái vỏ cây nó có màu đỏ, ví dụ như vỏ cây cantina nó có nhiều tannin, cho nên là cái vỏ cây của cây này nó có màu đỏ là do tannin nó đã bị oxy hóa thành đỏ tannin, hay còn gọi là flavan. Và vì nó không được cấu tạo bởi các góc OH liền kề, nó sẽ cho màu xanh rêu đối với sắc ba.
chúng ta xem qua cái cấu trúc của cái tannin không thủy phân đường thì nó sẽ như thế này. Tức là các phân tử flavonic đóng vai trò là mắc xích và ráp lại với nhau theo dây nối CC. Và thông thường trong một cái flavonic nó sẽ có, xin lỗi, trong một cái tannin, hỗn hợp tannin này nó sẽ là sự kết hợp, tức là vừa thủy phân được vừa không thủy phân được, thế thôi, hết. Chứ không ai yêu cầu là cho cấu trúc sâu rồi hãy cho biết tannin nào. Cái này là để chúng ta nhìn cho quen thôi, chứ không ai yêu cầu các bạn là hãy học thuộc công thức này, hãy phân tích gì hết. Bạn chỉ cần biết ở tannin thủy phân được thì như thế nào, không thủy phân được nó có những tính chất gì khác nhau là được rồi. Còn pseudo tannin tức là khối lượng phân tử của nó nhỏ, và bạn nhớ một vài cái pseudo tannin căn bản, đặc biệt là cái không thể nào không biết, đó là acid gallic. Vậy cái này là cái căn bản nhất mà mình phải biết được. Acid gallic, ba gốc H liền kề, được chưa? Hay là pyrogallone là sản phẩm mà sau khi người ta chưng cất nó thì chúng ta phải biết. Hay là acid caffeic và acid quinic, không cần học thuộc công thức của nó, nhưng mà mình biết acid caffeic và acid quinic là cái nguyên liệu để nó tổng hợp nên cái chất có trong cái artisocyanin. Nó là nguyên liệu tổng hợp nên cyanurin là được rồi, được chưa? Đó, tức là chúng ta biết được một vài cái pseudo tannin căn bản, và nhớ nó không có tính chất thuộc da. Về tính chất thì tannin nó rất là phân cực, bởi vì nó có nhiều gốc H, nó có khả năng tạo màng với protein, cho nên nó có tính chất thuộc da, nó không tan trong những môi kém phân cực, nó săn xe niêm mạc, và nó sẽ tham gia một vài cái phản định tính đặc biệt, ví dụ phản định tính với protein, đây được xem là phản đặc hiệu của nó. Hay là phản tạo tủa với alkalic cũng được xem là phản đặc hiệu, nhưng thông thường người ta sử dụng gelatin muối là đơn giản nhất. Còn chuyện nó tạo với ion kim loại nặng hay phản oxy hóa khử thì đây là những phản tương tự, hiện tượng tương tự như là bài flavonic mà hồi nãy thầy vừa giảng cho các bạn. Tức là khi nào nó xanh đen, khi nào nó xanh rêu, khi nào dùng chì acetat trung tính, khi nào dùng chì acetat kiềm. Và thông thường các tannin được xem như là các cái tạp phân cực, cho nên là người ta sẽ loại bỏ nó, có thể sử dụng chì acetat là cách đơn giản nhất để loại bỏ tannin, chì acetat để loại bỏ tannin, loại bỏ các polyphenol, bởi vì đó là một thành phần rất là phân cực và người ta thường người ta không quan tâm nhiều đến nó, người ta quan tâm nhiều đến những chất kém phân cực hơn, do vậy người ta dùng chì acetat kiềm để loại bỏ tannin. Và như vậy thì chúng ta có một cái bảng khá là quan trọng, đó là bảng so sánh các tannin pyrogallic, tức là các tannin thủy phân được, và tannin pyrocatechic. Các bạn nhớ đánh dấu sao cái bảng so sánh này để từ đó chúng ta sẽ giải đáp các cái sơ đồ cũng như là biết được các nhận định các tannin. Và khi mà thực hành thường thầy cô sẽ sử dụng phẩm sắc ba để dùng sắc ba để so sánh pyrogallic và pyrocatechic. Ví dụ như sơ đồ này chẳng hạn, một cái hỗn hợp nó gồm có pyrogallic và pyrocatechic, khi tác dụng với thuốc thử stiacne, thì tủa xuất hiện là gì? Tức là pyrogallic và pyrocatechic thì cái nào nó tủa được với thuốc thử stiacne? Chúng ta xem là cái bảng thì rõ ràng thuốc thử stiacne là pyrocatechic kết tủa, đúng không? Do vậy là cái tủa thu được sẽ là pyrocatechic. Sau đó trong dược sẽ là pyrogallic. Pyrogallic này cho sắc ba vô thì đương nhiên nó sẽ có màu xanh đen. Đó là cách mà người ta định tính các flavonoid, các cái tannin. Tức là người ta không biết trong này nó có pyrogallic hay không, thì họ sẽ loại bỏ pyrocatechic bằng cách là dùng thuốc thử stiacne, và sau đó là dùng sắc ba để kiểm tra nó có màu xanh đen hay không, để người ta đánh giá cái hỗn hợp có tannin hay không. Ngoài ra thì tannin có thể được định tính bằng sắc kết lớp mỏng, nhưng thực sự ra thì cái sự định tính bằng sắc kết lớp mỏng các tannin thường áp dụng đối với các cái pseudo tannin thôi, tức là các polyphenol đơn giản thôi, chứ họ không áp dụng cho một cái tannin khối lượng lớn. Về định lượng thì các tannin này sẽ được định lượng bằng nhiều kiểu, có thể bằng phương pháp cân, phương pháp oxy hóa khử, hoặc là các kỹ thuật HPOC. Thì thông thường tannin nó không phải là một chất mà nó là một hỗn hợp các polyphenol. Do vậy họ sẽ quy kết quả về một cái tannin căn bản nhất, tức là sẽ quy về acid tannic. Họ thường quy kết quả về acid tannic. Và nguyên tắc của quá trình định lượng,
tức là người ta sẽ chiết kiệt cái nhóm hợp chất có trong đó, và khi chiết kiệt chúng ta phải kiểm tra có hết hay không. Và cái cách để kiểm tra chiết kiệt đó là người ta sẽ cho vào trong cái dịch chiết mới nhất sắc 3, bởi vì sắc 3 rất là nhạy với polyphenol. Đó, cho sắc 3 vào mà nếu như nó không chuyển thành màu xanh đen thì chứng tỏ là hetanin. Đó là cách để chúng ta nhận dạng ra cái sự kiệt của cái nhóm hợp chất đó. Giống như flavonoid cũng vậy, khi mà người ta chiết kiệt flavonoid thì người ta cũng có thể kiểm tra bằng cách sử dụng sắc 3. Nếu như mà không có dương tính với sắc 3 thì tạm chấp nhận là hết flavonoid rồi. Về cái tác dụng và công dụng, thì tổng kết về tác dụng và công dụng của tannin thì nó có khả năng kết tủa với protein, nó có khả năng kết tủa với ion kim loại nặng, nó có khả năng kết tủa với alkaloid, cho nên nó dùng trong trường hợp bị ngộ độc alkaloid, ngộ độc kim loại nặng. Thứ hai, nó có khả năng tạo màng cho niêm mạc, cho nên sẽ làm cho vết thương mau lành và làm cho cái vết thương nó bị khép miệng lại, cho nên nó có tác dụng cầm máu. Nó gây săn xe niêm mạc, cho nên làm cho cái phần ruột nó sẽ bị săn lại, làm ruột không tiết nước được ra vào trong lòng ruột, làm cho phân nó khô hơn. Vì vậy nó gây táo bón, nhưng ứng dụng tính chất đó thì nó dùng để điều trị tiêu chảy. Nhưng mà do tannin nó gây kích ứng dạ dày, tức là khi mà chúng ta đói bụng, chúng ta uống trà, chúng ta sẽ rất là sốt ruột, thì người ta sẽ chế biến thành những cái kiểu tannin khác, tức là cái phức hợp tannin với albumin hoặc tannin với gelatin. Và vì vậy nó rất là bền vững trong môi trường axit của dạ dày, nhưng đến ruột nó sẽ bị thủy phân, nó giải phóng ra tannin có tác dụng là sát khuẩn, nó tiêu diệt cái con vi khuẩn, nó tác dụng chữa tiêu chảy, đồng thời albumin nó sẽ hấp phụ độc tố và nó sẽ dùng trong trường hợp bị viêm ruột hoặc là tiêu chảy. Và đừng quên antioxidant, tác dụng chống oxy hóa điển hình của các polyphenol, đó là EGCG, epigallocatechin gallate. Và tannin được ứng dụng vào trong cái công nghiệp thuộc da, cho chúng ta các cái đồ trang phục bằng da. Và đừng quên rằng nó còn là một cái loại mực để người ta trang điểm bản thân, tức là người ta thuộc da bản thân họ bằng cách là gì? Người ta xăm, người ta sẽ gây tổn thương lên trên da và sẽ dùng các cái loại mực mà nó có chứa tannin, nó sẽ bám lên trên cái phần da của họ và da của họ trở thành da thuộc. Và cái dược liệu điển hình cho cái hàm lượng tannin rất là cao, hoè chỉ là 30%, thường là 30% thôi, nhưng mà ngũ bồi tử thì nó lên tới 50-70% là tannin. Vậy khi mà bạn nhìn vô cái tên khoa học của nó là galactinensis thì bạn biết nó là galo rồi đó, tức là được cấu tạo bởi axit gallic, tức là tannin trong nó là tannin thủy phân được. Và cái ngũ bội tử này nó được sử dụng rất là nhiều trong các loại kem đánh răng vì nó có tác dụng sát khuẩn rất là tốt, và điểm đặc trưng của nó là hàm lượng tannin rất là cao. Đó là những cái ý mà thầy muốn chốt trong cái bài tannin. Còn cụ thể hơn, những cái phần chi tiết hơn thì bạn nào chưa kịp xem video thì các bạn chúng ta chịu khó xem lại nha. Rồi, bài tannin đó là những cái ý thầy muốn nhấn mạnh thêm. Các bạn nào muốn thắc mắc gì thêm về bài tannin không? Ngô Minh Nhật, có thắc mắc gì về bài tannin nữa không em? Bài này thì nói chung là các bạn không cần học sâu về cái cấu trúc của nó, các bạn chỉ cần đánh hiểu được cái cách người ta phân loại thôi. Tức là bạn biết thế nào là tannin thật, thế nào là tannin giả, thế nào là tannin thủy phân được và thế nào là tannin không thủy phân được, và sự khác biệt của nó. Tannin thủy phân được thì nó được cấu tạo bởi axit gallic, tức là nó sẽ tạo ra cái phức xanh đen sắc 3. Còn tannin không thủy phân được, tức là catechin, tức là hóa không liền kề, nó sẽ cho màu xanh đen sắc 3 được rồi. Chứ các bạn không cần đi sâu vào là công thức của nó như thế nào hết. Bạn chỉ cần nhận dạng, bạn phân biệt được cấu trúc là được rồi nha. Chúng ta không cần học thuộc cấu trúc ha. Thầy cô cũng không ai hỏi hãy vẽ công thức này, hãy vẽ công thức kia, nhưng mà thầy cô sẽ hỏi là cái này có dùng sắc 3 hay không, thì chúng ta chỉ cần nghe tên galo là các bạn biết là nó sắc 3 hay không. Rồi, như vậy là chúng ta tạm chấm dứt bài tannin tại đây ha. Còn bạn nào cảm thấy chưa ổn về bài tannin, hoặc là chúng ta hiện chưa thấy thắc mắc gì, thì chúng ta sẽ có thể tham gia vào buổi học ngày mai mốt hoặc là thứ bảy, sẽ có những buổi học trực tuyến nữa, và các bạn có thể tham gia vào khoảng những cái phút cuối để có thể đưa lên cái thắc mắc của mình. Và bây giờ trước khi chúng ta kết thúc buổi học thì thầy muốn dành thêm cho lớp một ít thời gian để chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn về cái nhóm hợp chất, bốn nhóm hợp chất mà chúng ta sẽ kiểm tra trong chủ nhật tuần này, cũng như đánh giá được cái mức độ ôn tập của các bạn đến đâu rồi
Ở đây là một cái bảng thầy cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Đây là một cái bảng thống kê hay là tổng hợp hợp lại những cái đặc điểm so sánh chúng để cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về cái nhóm hợp chất mà chúng ta đã học. Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải có nhiệm vụ học kỹ hơn về từng phần, nhưng ở đây là chúng ta đang so sánh trên cái nền để từ đó mình học nó dễ hơn, có hệ tính chất hệ thống rõ hơn và mình dễ phân biệt được nó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái một nha. Thì trong quá trình giảng bài, trong quá trình tổng kết bài thì thầy có hỏi các bạn hoặc là thầy sẽ điền vào trong cái bảng này. Các bạn lưu ý cho thầy nha. Và mấy bạn nào mà muốn mà tốt hơn thì các bạn có thể làm thêm nhiều cái kiểu bảng khác để mình học nó mang tính chất hệ thống hơn. Thứ nhất là chúng ta đang nói đến bốn cái nhóm hợp chất thuộc kiểu heterosis, nghĩa là acylic đối với glycol, đúng không? Vậy thì tại sao người ta gọi là glycine? Tại sao người ta gọi là glycine mấy bạn? Vì nó có tác dụng. Tại sao gọi là adrenon? Bởi vì người ta dựa vào cấu trúc. Tại sao gọi là cumarin? Bởi vì nó là cái tên của cái cây, theo tiếng địa phương là cây cumaru, đúng không? Và tại sao gọi là flavonoid? Bởi vì nó dựa vào cái màu sắc của nó. Tại sao gọi là tannin? Vì tannin nó chất thuộc da. Tại sao gọi là saponin? Bởi vì nó có khả năng tạo bọt, tức là nó sẽ có những cái lý do đặt tên cho nó. Glycine được cấu tạo bởi khung gì? Glycine được cấu tạo bởi khung steroid 19 carbon. Được cấu tạo bởi khung steroid 19 carbon. Đừng quên nó gắn với vòng lacton ở vị trí số 17. Vòng lacton này có thể là 5 cạnh hay 6 cạnh. Đừng quên nó có đường gì? Deoxy. Thông thường là 2 hoặc là 26 deoxy. Đặc biệt là 26 deoxy chúng ta có 3 đường tiêu biểu, các bạn nhớ không? Trong bài trung học thì có yêu cầu các bạn kể tên các cái đường deoxy, đường 26 deoxy đó, cimarron này, digitoso này, oleandrol, đó là những cái đường 26 deoxy khá là đặc trưng cho glycine. Adrenoid là khung gì? Adrenaline là khung gì? Trong quá trình thầy hỏi thì các bạn cứ comment xuống ha, để gì, để mình ôn bài luôn. Ôn bài luôn. Có thể các bạn comment sai, nhưng mà khi các bạn comment sai thì các bạn biết mình sai, mình sửa được. Đó. Vậy adrenaline khung của nó là khung gì? Khung adrenocortical. Hay chúng ta có thể nói một cách đơn giản là khung C6, C2, C6 hoặc là C6, C1 tất cả hai lần. Không. Hay là chúng ta có thể nói như bạn Nhật là anthraquinone, hay chúng ta gọi là 90 diacetone anthracene. 90 diacetone anthracene. Cumarin là khung gì? Cumarin là 6, C3 hay cụ thể hơn là alpha pyrrole vòng benzo alpha pyrrole. Hay benzo alpha pyrrole đúng không? Cách này thì không có. Hay có cái kiểu liên kết đặc trưng cho nó. Đó là cái vòng acton. Flavonoid là khung gì? C6, C3, C6. Diphenyl propan. C6, C3, C6. Rồi đó là cái khung khác nhau của chúng dựa trên tiêu chí là aglycone. Về phân bố thì chủ yếu là nó có trong động vật không? Nó có trong thực vật không? Vậy theo mấy bạn thì glycine có trong động vật hay thực vật? Glycine thì nó có trong động vật hay thực vật? Thế xin lỗi các bạn, như là thầy chưa có chiếu cái bản tổng kết cho mấy bạn đúng không? Các bạn có hèn gì nãy giờ thầy gõ lên trên mà không thấy các bạn. Các bạn xin lỗi các bạn nha, các bạn xem lại cái file thầy gõ nãy giờ ha. Rồi các bạn nhớ chụp lại nha, hoặc là ghi chép lại ha. Thầy thì gõ một đường mà sinh viên nó không thấy thầy gõ cái gì hết mà nó vẫn trả lời như thường không ơi. Rồi, thấy cái bảng chưa mấy bạn? Nhiều khi thầy gọi nó giống như là thầy bị cái gì vậy.
Rồi các bạn thấy chưa? Rồi ha. Chúng ta tiếp tục nha. À, như vậy thì đối với glycine nó sẽ phân bố trong động vật hay thực vật? Ừ, nó phân bố trong cả hai, tương tự như Andranuit cũng vậy. À, chúng ta sẽ có động vật và thực vật. À, Andranuit cũng vậy, nó có trong động vật và nó cũng có trong thực vật. Nhưng cumarin thì khác. Cumarin và flavonoid nó chỉ có trong thực vật thôi. Các bạn chú ý ha, đối với cái hợp chất polyphenol nó chỉ có trong thực vật thôi. Andranuit đúng ra nó cũng chỉ có trong thực vật thôi, mà do cái con sâu này nó hút cái nhựa của cái cây đó, mà cây đó nó có andranuit, cho nên là gì, nó sẽ sinh ra cái andranuit trong cái con đó luôn, trong cái động vật đó. Và cái động vật đó là cái loại và sâu đó, chúng ta gọi là đỏ hay là axit carminic, hay gọi là đỏ carmin. Còn thực vật thì nó phong phú lắm, thường là thực vật hai lá mầm. Ví dụ như nó có trong họ, cái này các bạn tự điền lại nha. Ví dụ như là nó có trong họ đậu Fabaceae nè, nó có trong họ rau răm Boligonaceae nè. Nhưng đừng quên rằng nó có trong họ thực vật một lá mầm duy nhất, đó là Asphodelaceae, là cái họ thực vật một lá mầm duy nhất có trong cái lô hội. À, thường nó chỉ có trong thực vật hai lá mầm thôi, nhưng mà đối với thực vật lá mầm thì nó có trong cây lô hội Asphodelaceae. Còn glycine thì nó có trong động vật, nó là có trong loài. À, tương ứng với cấu trúc là gì? À, carbenolic và bufagenolic. À, thường là có trong các loài cốc, độc tố rất là cao, độc quá cho nên không dùng làm thuốc được. Còn trong thực vật thì nó có chủ yếu là carbenolic, trừ một cây là cây hành viễn hoa trắng. Cây hành viễn hoa trắng thì nó là stilaren, stilaren A thì đó là các bufadenolic chứ không phải là carbenolic. Cumarin thì nó có trong họ Apiaceae là chính, tức là hoa, hoa tán. Còn đối với thực vật flavonoid thì nó là sắc tố của gì? Của hoa. À, nó là sắc tố của hoa. Và lưu ý hai cái họ thực vật, họ đậu và họ cúc. Họ đậu thì nó có tác dụng là phytoestrogen. À, còn họ cúc thì có tác dụng là bảo vệ gan. Yeah. Về phân loại các hợp chất flavonoid thì sao? Thì phân loại, xin lỗi, glycine thì phân loại vào gì? Dựa vào thì glycine sẽ phân loại dựa vào cái vòng lacton, đúng không? Vòng lacton 5 cạnh thì là carbenolic, 6 cạnh thì là bufadenolic. Còn anthraquinone thì phân loại dựa vào vị trí ngắn của góc OH 12 hay là 18. Còn cumarin thì nó sẽ được phân loại dựa vào cái mức độ đơn giản hay phức tạp, đúng không? Cho các cumarin đơn giản, hay còn gọi là dẫn chất của umbelliferol, hay là các cumarin phức tạp, furanocumarin có tác dụng là trên những cái bệnh nhân bị bệnh bạch biến nè, piranocumarin, rồi các cái kiểu phức tạp hơn, ví dụ như là cumestan neoflavonoid, tức là nó vừa là một cumarin, nó vừa là một flavonoid cumestan nè. Rồi neoflavonoid hay chúng ta còn gọi là 4-phenin cumarin, hay là cái kiểu phức tạp mà nó khả năng gây độc trên gan, gây ung thư gan do nó mốc sinh ra trên các cái hạt ngũ cốc, đó là aflatoxin. Flavonoid sẽ được phân loại dựa vào cái kiểu, cái vị trí gắn của vòng B trên cái mạch 3 carbon. Trên cái mạch 3 carbon thì chúng ta có EU nè, chúng ta có iso nè, chúng ta có neo. Dựa vị trí gắn của vòng B trên mặt 3 carbon, EU, iso và neo. Trong đó cái nhóm mà phổ biến nhất đó chính là gì? EU flavonoid. Nhóm phổ biến nhất chính là EU flavonoid. Nhóm phổ biến nhất EU flavonoid.
Isoflavonoid kết hợp đậu và neo thì nó ít phổ biến hơn, và sau đó là gì, để phân loại Isoflavonoid thì dựa vào mức độ đóng mở vòng của vòng C, dựa vào cái vòng C nó mức độ oxy hóa như thế nào mà chúng ta có flavon, flavonol, flavan, flavanol, tức là on anion, hiểu không? Về tính chất thì glycitin có tính chất là nó không màu, bởi vì nó không màu, nó không có liên kết đôi liên hợp nhiều, cho nên là nó kém đáp ứng với phổ gì UV, là ta không dùng phổ UV với nó. Nhưng mà tính chất đặc trưng của glycitin thì nó như thế nào các bạn? Nó độc, thường là độc bảng A, tức là không có được uống mà phải có một cái sự điều chỉnh liều lượng nhất định, nên nó được xem như một cái thuốc có giới hạn trị liệu hẹp. Còn anthraquinone tính chất của nó là gì? Tính chất của nó là nó có màu sắc, đặc biệt là nhiều phẩm nhuộm màu sắc sặc sỡ. Gì nữa? Nó có khả năng thăng hoa, đúng không? Nó có khả năng thăng hoa, đó là anthraquinone nè. Cấu trúc gọn gàng vì nó thăng hoa thôi. Đó. Để chỉnh lại cái format một xíu. Nó có khả năng thăng hoa nè. Rồi nó còn có khả năng gì? Nó còn tính chất đặc trưng nào nữa nè. Nó có tính, nó là một polyphenol. Thầy ghi polyphenol thì các bạn tự biết nó có tính chất gì ha. Nó có tính axit, nó khả năng tạo phức. Được chưa? Tương tự cumarin thì sao? Cumarin thì nó có khả năng thăng hoa nè. Thăng hoa nè. Rồi gì nữa? Trước khi nói nó có khả năng thăng hoa, mình quên mất một điều là nó thường ở dạng gì? Aglycol. Nó thường ở dạng aglycol. Nó thường ở dạng aglycol. Tự do hơn là nó ở dạng gắn kết hợp ha. Còn trong khi đó thì anthraquinone thì anthraquinone tự do thăng hoa, còn anthraglycoside thì không thăng hoa, nên người ta gọi là trừ anthraglycoside. Để cho các bạn nhớ nó có hai dạng nha. Thăng hoa rồi gì nữa, nó cũng là một polyphenol, nó tác dụng với kiềm, nó tăng màu khi tác dụng với kiềm, nó tạo phức được với sắc mai nhưng mà mờ nhạt lắm vì cumarin nó ít gốc OH. Rồi gì nữa, nó có khả năng phát hình quang ở UV 365 chẳng hạn. Còn gì nữa? Nó thơm. Đó là những cái tính chất khá là điển hình của nó. Mà quên, còn một tính chất nữa, đó là nó có là một liên kết gì? Nó là vòng lacton. Nó sẽ kém bền trong môi trường trường chìm chẳng hạn. Được chưa? Rồi, flavonoid thì nó có tính chất gì nè? Nó có 3 kiểu màu. Có 3 kiểu màu khác nhau. Không màu. Rồi gì nữa? Tăng màu. Cái màu vàng đó. Không màu, rồi màu vàng, rồi chuyển màu, nó có ba kiểu màu khác nhau. Rồi gì nữa, nó phân cực, thầy đang kể những cái đặc trưng thôi nha. Nó phân cực trung bình, bởi vì nó có nhiều gốc OH nên nó phân cực trung bình. Tương nhiên là chúng ta sẽ có những cái trường hợp kém phân cực nếu như nó là polymethoxy. Như vậy thì thầy có thể viết thêm ở đây là trừ polymethoxy. Methoxy thì thầy viết tắt là ome cho dễ nó gọn nha. Phân cực trung bình trừ polymethoxy chẳng hạn. Rồi nó có tính chất gì nữa? Nó có phổ UV đặc trưng, nó có hai đỉnh hấp thu. Hai đỉnh hấp thu anthocyanidin là cái chất mà cả lambda bắt lớn nhất chẳng hạn. Nó phổ UV của nó có điểm đặc trưng là nó có hai đỉnh hấp thu, đó là những cái nét đặc trưng của nó. Đương nhiên nó cũng là một polyphenol, cái phần này họ phải nói rồi. Và nó có vòng gì? Nó có vòng gamma chiral, nó lượng tính, nó lưỡng tính. Được chưa? Đó là những cái tính chất khá là điển hình đối với một flavonoid. Đương nhiên sẽ còn những tính chất khác, nhưng mà các bạn sẽ tìm hiểu thêm, bạn tự soạn thêm nha. Còn đây là những cái khá là điển hình, khá là nổi trội của nó khi mà so sánh với những cái khác. Phản đặc hiệu của glycitin là gì? Nó không có phản đặc hiệu, bởi vì mỗi một phản sẽ định tính một cái nhóm, một cái cấu trúc khác định. Ví dụ như là chứng minh nó là vòng lacton, phản này khá là điển hình hơn. Nó điển hình hơn so với hai cái còn lại, bởi vì glycitin thường nó có đường deoxy, thường là đường tính đường 2 deoxy. Chúng ta có hai phản điển hình nè. Phản gì? Sanhedrin nè, Kaller-Killarney nè. Bữa thầy có giảng các bạn là gì? Chúng ta nên nhớ tên của một vài phản mà nó giới hạn thôi. Còn cái này nhiều quá thì mình bỏ qua một bên. Ví dụ lacton thì mình có Sanhedrin nè, Kaller-Killarney. Steroid thì mình có gì? Có Liebermann nè. Có Liebermann, có Tage, hết rồi. Còn lại xanh
Raymond Mathieu này, Lego này, Kết D này, nhiều vở lắm. Thì đó là của, xin lỗi các bạn nha, đây là phần đường ha, đường. Vậy thì những phần xanh thì drone thì rồi Banje Logo thì đó là phần của phần Lacton, những cái tên còn lại là của phần Lacton. Thực ra như vậy thì chúng ta chú ý ha, là Lacton thì nó sẽ được tiến hành trong môi trường kiềm, còn khung steric nó sẽ tiến hành trong môi trường axit. Phần đặc hiệu của anh Rinon là phần một trăm gơ, một trăm gơ cụ thể là gì, kiềm, hiện tượng là gì, lớp kiềm có màu đỏ ha. Cumarin thì sẽ có phản ứng đó là đóng mở phòng lacton và tăng hình quang dưới UV 365 liên quan đến chuyện chuyển dạng axit thành trăng từ axit cumarinic thành axit cumaric. Rồi phản đặc hiệu của flavonoid là phản cyanidin với thức thử là magie trên HCl, hiện tượng là chuyển thành màu đỏ. Ngoài ra thì nó còn có phần định tính anthocyanin, định tính leucoanthocyanidin. Tác dụng dược lý, lý tim, quy tắc 3R, nhanh. Lỗi, quy tắc 3R là gì? Rong, phọc C, ra long ti và re, mạnh, chậm, điều hòa. Và nếu như mà quá liều thì nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Bạn sẽ gây ngưng tim trên thời kỳ tâm thu hoặc tâm trương, tùy vào động vật máu nóng hay là động vật máu lạnh. Và nó tác động theo quy tắc là nó sẽ ức chế cái bơm natri kali activase, ức chế cái bơm natri kali activase. Và anthracnoid cơ chế là gì, tác dụng lên cơ, và vì vậy nó chống chỉ định như thế nào, các bạn tự soạn ha, chống chỉ định cho ai, người nào mà không muốn có cơ trơn nè, rồi nó tác dụng nhanh hay chậm, rồi nó có những lưu ý gì thêm không, ví dụ như là đại hoàng thì nó sẽ có những cái lưu ý gì, nó gây sỏi thận hay sao, rồi phân tả diệp nó như thế nào đó, bạn về xem lại những cái lưu ý thêm. Nhưng mà đối với anthracnoid thì bạn nhớ rằng lúc thầy giảng cho các bạn thì có năm cái điểm chung của nó đúng không, tác dụng chậm nè, rồi gì nữa, tác dụng lên cơ trơn nè, vì tác dụng lên cơ trơn cho nên nó sẽ có chất chống chỉ định sau là phụ nữ có thai là viêm bàng quang, viêm cổ tử cung nè, rồi nó đào thải qua sữa nè, qua nước tiểu nè, được chưa. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng gì nữa đó, các bạn về nhà các bạn xem lại những cái lưu ý mà thầy dặn các bạn nha. Rồi cumarin thì nó có tác dụng gì, cumarin thì nó tác dụng kháng viêm, có tác dụng là giãn cơ trơn, nhưng mà đừng quên aflatoxin thì trở thành một chất rất là độc. Rồi nó là kháng sinh thực vật, đừng quên cái kháng sinh thực vật, đó là Adalactone, Coumestan, đó là kháng sinh thực vật. Nó là sự lai hóa giữa một flavonoid với một cumarin, hay là neoflavonoid, hay chúng ta còn gọi là 4-phenylcumarin chẳng hạn, thì nó cũng là một cái tác dụng kháng viêm rất là tốt. Nó còn tác dụng là gì nữa, nếu như mà nó có góc OH ở vị trí số mấy, số 4, thì nó liên quan đến thuốc diệt chuột mà bữa thầy kể cho các bạn đó, thuốc diệt chuột. Và bây giờ còn các bạn đi vào lớp nữa, nghỉ đến nơi rồi. Tiếp theo đó là flavonoid tác dụng dược lý, bốn tác dụng dược lý ha, antioxidant. Cái nào antioxidant tốt này, các bạn kể tên lại cho thầy coi. Ba chất có khả năng chống oxy hóa tốt. Ba chất có khả năng chống oxy hóa tốt là gì? Đúng rồi, warfarin chống đông máu, nhưng mà đừng quên chống đông máu chúng ta có một cái dẫn chất trong cái cây cọ nhãn mà thầy kể cho các bạn, chuyện này cà rồng á, dicumarone. Antioxidant, ba cái chất của flavonoid nó có tác dụng chống oxy hóa tốt là gì? Là ba chất, cái tên của nó không theo chuẩn mực của flavo, nó không phải là flavonol, flavonol nó là flavan hay còn gọi là catechin, nó là anthocyanin và nó là leucoanthocyanin, nó có tính khử mạnh cho nên nó có khả năng chống oxy hóa tốt, nó bảo vệ gan nè,
Nó bảo vệ gan. Nó bảo vệ gan. Nó tương tự vitamin T, đặc biệt là flavone, flavonol, nó là rutin trong hoè, nó là naringin trong bưởi, nó là hesperidin có trong những cây thực hợp cam thuộc chi citrus, đặc biệt là chi citrus, citrus grandis, citrus aromatium, citrus sinensis, rồi cuối cùng là tác dụng phytoestrogen. Được chưa? Ở thường gặp trong đậu, ví dụ như là dazein, ví dụ như là buerarin, dazein, tức là những cái chất mà nó có cấu trúc tương tự như estrogen, gọi là phytoestrogen. Được chưa? Rồi. Ví dụ như là dazein. Như vậy. Như vậy thì đó là một vài cái tổng kết thêm về cái nhóm hoạt chất, các bốn cái nhóm hoạt chất để thầy chiếu cho các bạn có rõ ha. Ở đây là cái tổng kết. Như vậy thì đây là một cái bản tổng kết mang tính chất là nêu những cái nét đặc trưng của cái bốn nhóm hợp chất mà chúng ta đã học, về đây là tiêu chí và sự so sánh các cái nét đặc trưng đó, và từ đó chúng ta sẽ lấy cơ sở để chúng ta nghiên cứu sâu vào, ví dụ như là tính chất này không màu thì tại sao nó không màu, đúng không? Rồi định tính phần đường hai để oxy là gồm những phần nào, thì chúng ta sẽ lấy cơ sở để chúng ta ôn bài nó có tính chất hệ thống hơn. Rồi, đó là những gì thầy muốn trao đổi thêm với các bạn để chúng ta có một cái kết quả thật là tốt ha. Có ai có thắc mắc gì thêm không? Rồi, như vậy thì trong quá trình các bạn ôn bài mà các bạn cảm thấy cái phần nào chưa rõ thì các bạn có thể tham gia các buổi học online tiếp theo hoặc là nhắn tin cho thầy để thầy giải đáp cho các bạn nha. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc, và đừng quên rằng chủ nhật tuần này lúc mấy giờ ha, thì chưa có set up nữa, nhưng mà sẽ giống như mọi khi, sẽ là từ 2 giờ cho đến 3 giờ, đúng không? 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều chúng ta sẽ có buổi kiểm tra, và hy vọng bữa đó là cái hệ thống trường mình nó vẫn ổn ha. Thầy cũng đã liên lạc với phòng e-learning và yêu cầu họ hỗ trợ trong chủ nhật tuần này rồi. Hình Trang có chuyện gì không Hình Trang? Bài thu hoạch mình đã làm từ cách đây 3 4 tuần trước là đã xong hết rồi. Nếu như các bạn chịu làm thì các bạn làm xong thầy đã cho các bạn hạn nộp, thì chúng ta sẽ có 2 tuần ha, tính đến bây giờ đã là hết 1 tuần rồi, tức là đến thứ hôm nay là thứ tư tuần sau, thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ là cái hạn chót, đúng rồi, là hạn chót của bài thu hoạch. Rồi các bạn chụp hình và các bạn cho vào trong các cái khung bảng để cho cái hình nó không bị trôi. Nhiều bạn chúng ta hay copy hình vào trong một cái file Word, và khi đó các bạn thường gặp một cái sự cố là cái hình nó bị nhảy lên, nó bị nhảy xuống. Như vậy cái mẹo hay nhất để cho cái hình nó không bị nhảy lên nhảy xuống, tức là các bạn sẽ tạo thành một cái bảng, sau đó bạn tạo một cái table, sau đó bạn copy cái hình vào trong cái table, như vậy thì vĩnh viễn cái hình nó sẽ không bị nhảy lên nhảy xuống, các bạn không cần điều chỉnh cái layout của cái hình đó làm gì, chỉ cực hết á. Đó là một cái mẹo rất là hay, để khi các bạn viết bài cho nên thầy đã setup sẵn các cái bảng rồi, và các bạn sợ rằng cái bảng này nó sẽ tạo thành những đường viền ảnh hưởng đến cái hình thức thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần chỉnh cho cái bảng nó bị xóa nét, tức là chúng ta xóa nét cái bảng đi thì nó giống như là không có bảng ở trong đó. Đó là cái cách rất là hay trong phần edit. Cho nên là có thể như bạn thấy đã sẵn cái bảng điền cái hình vô và cái hình này nó không có vừa với cái bảng, thì các bạn cứ việc điều chỉnh kéo to hay là crop cái hình để chúng ta tiếp nối như vậy. Và cái vấn đề mà cái kỹ thuật của cái Microsoft Office, đặc biệt là trên Word á, thì thầy nghĩ không đến mức mà thầy phải chỉ các bạn lại cái vấn đề đó. Thầy nghĩ các bạn mày mò được phần này, hoặc nếu bạn nữ nào cảm thấy yếu về phần đó thì các bạn có thể hỏi em của mình hoặc là những bạn khác nha. Nhưng mà trên tinh thần là các bạn nên copy vào trong cái table á.
Thì bạn nên tập cái thói quen đó để cho cái hình nó sẽ không có bị nhảy lên nhảy xuống, và như vậy cái hình thức nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và dễ dàng cho cái format của mình hơn ha. Như vậy là chúng ta sẽ có 7 ngày để nộp bài thu hoạch nha, và đừng hỏi thầy là bài thu hoạch viết tay hay là đánh máy ha. Cái này thầy đã nói rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn còn nhiều bạn vẫn còn chưa có nắm được phần này, cho nên là các bạn nhớ xem lại những thông báo cũ nha. Rồi, ngoài thắc mắc của Quỳnh Trang còn bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Như Nguyễn nói đi em. Có em, lớp chiều thứ năm vẫn học. Lớp chiều thứ năm vẫn có học như thường nha em. Tức là nếu như mà tuần sau không có gì thay đổi thì mình vẫn học theo cái lịch của tuần trước. Tức là vẫn cứ từ 3 đến 4 giờ chiều ha. Và cái link để vào cái lớp online đó thầy có post lên trên Facebook dược liệu á, em kéo xuống mấy cái post cũ á thì em sẽ thấy cái link đó. Còn nếu như em thực học của lớp chiều thứ năm thì vào cái trang LMS đặc trưng của lớp đó sẽ thấy link vào luôn, không cần phải lên trên Facebook dược liệu ha. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Chúc các bạn chúng ta ôn tập thật tốt và thi thật tốt ha. Chào các bạn và nhớ là tuân thủ đúng cái quy định của nhà nước về cái cách ly ha. Bye bye các bạn.